Ông Bùi Xuân Thống, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc với cử tri nơi cư trú tại khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa. Tại hội nghị, ông Bùi Xuân Thống đã thông báo với cử tri về dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Theo đó, dự kiến kỳ họp làm việc trong 25 ngày, chia làm 2 đợt, khai mạc vào ngày 23 tháng 10 và bế mạc vào ngày 29 tháng 11. Trong đó, Quốc hội tập trung xem xét thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến vào 8 dự án luật khác. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri khu phố 1, phường Trảng Dài đánh giá cao việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị những vấn đề quan tâm như tình trạng ách tắc giao thông tại hai cửa ngõ ra vào phường Trảng Dài khiến công nhân học sinh đi học trễ. Vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên, thiếu trường lớp gây khó khăn cho việc dạy và học. Cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm đến ranh giới sau khi chia tách phường, mong muốn tên gọi của phường mới cần mang ý nghĩa về truyền thống, văn hóa của người Đồng Nai, của vùng đất trấn biên. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Bùi Xuân Thống, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trân trọng cảm ơn tất cả ý kiến kiến nghị của cử tri. Đồng chí nhấn mạnh, với vai trò là đại biểu Quốc hội, đồng chí tiếp thu tổng hợp toàn bộ ý kiến chính đáng của cử tri để cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.